Hiện tại đang sống ở Thuận Tỉnh, Thuận Hạnh, xã Hồng Đông. Cái năm 2018 là nói chung cái câu chuyện mà cái cây hồ tiêu là nó chết nhiều quá. Mình mới chuyển sang cái công ty vi sinh của Viện Sinh học của Hà Nội là Emina. Mình xài cách đây được 3 năm. Thế năm nay cây cối nó ổn định. Tiêu đấy các bạn thấy bây giờ rất là xài. Mà cây cối xanh, xanh điện. Nói chung là nếu như các bạn có nhu cầu mà để về sử dụng cái Emina này thì cứ liên hệ với anh em để tư vấn cho. Quả rất đẹp. Các bạn thấy không, năm nay tiêu này là tiêu năm thứ 6 đấy. Mà quả đã rất là đẹp, ok. Nhưng mà làm cái vi sinh này các bạn nên cố gắng để cỏ. Nên để cỏ. Để cỏ cho nó ngon, nó thành thật được vậy. Như cái chủng tiêu này rất là đạt nhé. Các bạn thấy không, làm 3 năm. Phân hóa học thì nói chung là chỉ có 2 lạng này, một năm. Chủ yếu là phân hữu cơ, phân chuồng và đạm, đậm nành, đạm bơ, những phế phẩm của nông nghiệp mình tận dụng mình làm rất là đẹp, tiêu sạc. Nên các bạn cố gắng theo cái vi sinh này để cho nó thứ nhất là ảnh hưởng sức khỏe, cái môi trường cải tạo nó tốt, đẹp lắm. Nói chung cái tiêu này nếu cái giá này thì bà con nông dân yên tâm, rất là đẹp. Mình 28 nó cái bệnh phi tốt, cái bệnh chứng nhanh chứng chậm mà cây tiêu này các bạn thấy không, rất là nhanh chóng. Đến khi mà mình tìm hiểu được cái dòng vi sinh này, bắt đầu mình đưa vào cái vườn của mình thì thấy 3-4 năm nay tỷ lệ chết là giảm theo từng năm. Đấy. Các bạn nên phải đè cỏ, cây cối nó đẹp lắm, các bạn nên đè cỏ. Cái 2018 là nó cái bệnh phi tốt mà nó cái bệnh chết nhanh chứng chậm trên cây tiêu, các bạn biết rồi, nó rất là kinh điển, có khi một tuần thôi là chết cái vài nghìn trụ. Đến năm 19 mình làm là đến giảm theo quy trình làm theo dòng vi sinh này, nó cũng giảm theo từng năm, mỗi năm chết vài trụ. Cái số lượng của mình là 4.000, 4.500, chết mỗi năm vài trụ, không đáng gì. Còn nếu không sang vi sinh này chắc chết hết vườn lâu. Các bạn thấy không, khi phục hồi cái dòng vi sinh này, từ học dòng vi sinh cây bữa này ổn định, cái loại chết chóc ít. Cái dòng vi sinh của công ty Emmi Nhật Bản thì nói chung là cái đội ngũ của cái người tư vấn hướng dẫn mình làm quy trình này rất là ok. Thì các bạn cứ ok là cái xài cái dòng của cái dòng sản phẩm Emina này thì nó đưa lại cho mình cái gì, là thứ nhất là cái sản lượng cây cối nó ổn định, con người sức khỏe tốt. Nên là các bạn nên cố gắng là theo cái dòng của cái này kinh điển tiêu hoang không lại đâu.